cuộc đảo chính quân sự làm chấn động thế giới ở Guinea-Bissau. Ngày 12 tháng 4 năm 2012, đảo chính đã xảy ra ngay trước thềm vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống tại nước này giữa hai ứng cử viên Carlos Gomes Jr. và Cumba Ayala. Quân đội Guinea-Bissau kiểm soát hầu hết đất nước, mở cuộc trấn áp nhằm vào dinh thự của cựu thủ tướng kiêm ứng cử viên tổng thống của đảng cầm quyền Gomes Jr. Quyền tổng thống Ramon Pereira và ông Gomes Jr. bị bắt giữ. Các thành viên hội đồng quân sự Guinea-Bissau lãnh đạo đất nước tới khi hội đồng dân tộc chuyển tiếp tạm thời được thành lập vào ngày 15 tháng 4. Tháng 4 năm 2014, sau một cuộc bầu cử gay cấn, ứng cử viên Jose Mario Vaz đại diện cho Đảng Châu Phi vì Độc lập của Guinea và Cape Verde đã được bầu làm tổng thống.